Sinh mọi lý do khách trước lược nét. Em có tin là dầu gội đầu chỉ dầu cho bạn mái tóc thật suôn và mềm mại. Em có dùng qua nhiều loại nhưng mà tóc mình nó khô. Lý do chị dầu mới cho bạn mái tóc thật suôn thật mềm mại. Nó suôn mà em thích đó. Chải tóc xong đổi ý liền.